tay điều khiển trận đấu này, trọng tài chính là ông Nasiruddin Muhammad người Malaysia, các trợ lý ông Sai Muhammad người Malaysia, trợ lý số 2 là ông Cheong Sung người Hàn Quốc, và trọng tài thứ tư cũng là người Hàn Quốc ông Kim Hee Gun. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ chủ nhà Campuchia sẽ trong trang phục màu xanh quen thuộc bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Vừa rồi là hình ảnh của huấn luyện viên bên phía U22 Campuchia, huấn luyện viên Keisuke Honda. Hình ảnh đối lập so với trận đấu đầu tiên, khi mà ngày hôm nay ta có thể nhìn thấy bộ trang phục của ông Keisuke Honda đã lịch sự hơn rất nhiều. Vòng đấu đầu tiên thì cao thủ U22 Campuchia đã đánh bại U22 Timor Leste với tỷ số rất đậm là 4-0. Trong khi đó thì U22 Philippines cũng đã để thua với tỷ số 0-3 trước U22 Indonesia. Đó là một trận đấu mà cao thủ trẻ của Philippines đã rất nỗ lực nhưng cũng không thể nào bảo vệ được mảnh lưới. Qua những trận đấu đầu tiên của kỳ bóng đá nam đại hội năm nay, chúng ta có thể thấy phần nào đó sức mạnh của những đội bóng tiềm ẩn có thể có được tấm huy chương vàng ở giải đấu này sẽ là những cái tên như là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia nữa. Đội xuất phát của các cầu thủ U22 Philippines trong trận đấu này như sau: trong thành vẫn là thủ môn số 1 Julian Bochon, cầu thủ số 2 Rublico, số 17 Noah River, số 53 Setter, số 11 Galantet, số 4 Amirun, số 13 Penan, số 14 Gavin Muet, số 22 Bugat, số 7 Chung Saraga và số 9 người chơi cao nhất trên hàng công đó là tiền đạo Rafael Tevez. Huấn luyện viên trưởng của U22 Philippines đó là Rogier. Cũng như trận đấu trước thì ngay những phút đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ U22 Campuchia đã tràn ra vào sân của đối phương. Cầu thủ đang bị đau đó là Amirun, tiền vệ trung tâm của U22 Philippines. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên trưởng của Philippines vẫn bố trí cho đội bóng của mình sơ đồ 4-1-4-1. Amirun là tiền vệ trung tâm, trong khi đó 4 tiền vệ tuyến trên đó là Chung Saraga, Pena, Gavin Muen và Bugat. Người chơi cao nhất trên hàng công vẫn là số 9 Rafael Tevez, cầu thủ có thể hình tương đối ấn tượng. 4 cầu thủ ở nơi hàng thủ gồm có số 2 Rublico, cầu thủ đang trong biên chế của đội U19 Atletico Madrid. Trung vệ 17 Noah River, hậu vệ phải số 53 Setter và số 11 hậu vệ trái Galantet. Còn đội xuất phát của đội chủ nhà U22 Campuchia, trong thành vẫn là thủ môn số 21 Redley Heng, hậu vệ phải số 2 Somkeng, hai trung vệ Bunchai số 3, Dimong số 17, hậu vệ trái Sokri số 6, tiền vệ trung tâm Châu City số 5. Cầu thủ đã lập cú đúp trong trận đấu gặp U22 Timor Leste ở vòng 1. Hai tiền vệ ở phía trên đó là số 14 Sovankam Kara, số 18 Soka. Ba tiền đạo tuyến trên, đội trưởng Chanthea số 9. Cầu thủ tiền đạo lệch trái đó là số 7 Limpison. Và cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của U22 Campuchia đó là số 16 Kirina. Sức mạnh trên khán đài sẽ là một nguồn sức mạnh vô tận của các cầu thủ Campuchia ở giải đấu này. Hôm nay thì sân Olympic quốc gia tại Phnom Penh đã không còn chỗ trống. Đây là điều dễ hiểu thôi. Bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt của đội chủ nhà U22 Campuchia thì sẽ là những trận đấu mà rất đông các khán giả sẽ chú ý và theo dõi. Thậm chí sẽ có rất nhiều những khán giả của đội chủ nhà sẽ không có được tấm vé vào sân. Như biết thì tất cả các bộ môn tại SEA Games năm nay vé mời sẽ được phát miễn phí. Lee Heng, bộ đôi huấn luyện viên trưởng của U22 Campuchia là bộ đôi người Nhật Bản. Ngoài huấn luyện viên Keisuke Honda còn có ông Ryu Hirose. Chức danh chính thức thì ông Ryu Hirose mới là huấn luyện viên trưởng của U22 Campuchia. Nhưng chúng ta có thể thấy là dấu ấn của huấn luyện viên Keisuke Honda là đậm nét hơn. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi, trong một quá trình rất dài ông Keisuke Honda bắt đầu đến với
bóng đá Campuchia vào năm 2018. Và chúng ta có thể thấy là trong quãng thời gian đó thì bóng đá của Campuchia đã có sự tiến bộ tốt tới như thế nào. Đây là huấn luyện viên Rob Shire của U22 Philippines. Năm nay ông 42 tuổi. Trước đây thì ông cũng đã là một thành viên trong đội tuyển quốc gia của Philippines, đã thi đấu tại AFF Cup năm 2010, 12 và 14. Ông cũng mới được Liên đoàn bóng đá của Philippines bổ nhiệm dẫn dắt U22 vào đầu tháng 4 thôi. Không có nhiều thời gian để cho huấn luyện viên Roger có thể có những sự kết nối được với các học trò của mình. Thời gian là quá gấp. Những dàn xếp đá phạt không thành công của các cầu thủ U22 Campuchia rất cầu kỳ. Tuy nhiên là huấn luyện viên Keisuke Honda không thể hài lòng với tình huống dàn xếp đá phạt vừa rồi. Amirun là một tiền vệ trung tâm rất năng nổ nơi tuyến giữa của cao thủ U22 Philippines. Vẫn là sức ép của cao thủ Campuchia. Galantes, vừa rồi là tình huống mất bóng của hậu vệ trái Galantes bên phía U22 Philippines. Không có lỗi, Chung Sarata đá hay. Tevez, Bugat, Pena. Xử lý của tiền vệ trung tâm mang áo số 13 Pena bên phía U22 Philippines. Như vậy là trong đường xuất phát của cả hai đội ngày hôm nay không có bất kỳ một sự thay đổi nào so với đường xuất phát ở trận đấu đầu tiên tại giải đấu năm nay. Ngày hôm nay thì sơ đồ chiến thuật của U22 Philippines vẫn là sơ đồ 4-1-4-1. Trong khi đó thì huấn luyện viên Keisuke Honda và Ryu Hirose vẫn bố trí sơ đồ 4-3-3 cho các học trò của mình. Và bàn ra rất kịp thời của Reng Li Heng. Ở vòng 1 trong trận đấu gặp cao thủ Timor Leste thì Li Heng cũng đã có một lần lao ra vòng cấm. Rồi! Phạt góc cho U22 Philippines. Những câu trả lời của đội khách. Tiếp câu chuyện của thủ thành Reng Li Heng. Đó là một pha bóng mà nếu như trọng tài chính trong trận đấu đó, ông Jamali người Kuwait chuẩn xác hơn, thì sẽ, thậm chí sẽ có một chiếc thẻ đỏ cho thủ môn của U22 Campuchia và một tình huống đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ U22 Timor Leste. Nhưng cuối cùng thì tất cả là không có gì cả. Ngày hôm nay Randy Hen vẫn có mặt trong đội hình chính của U22 Campuchia. Nasaruddin Muhammad đã có những nhắc nhở với cao thủ hai bên, những xô sát. Tinh thần máu lửa của U22 Campuchia trong trận đấu này là không phải bàn cãi thôi. Họ đang được tiếp lửa rất nhiều bởi những cổ động viên đang có mặt trên khán đài sân vận động Olympic Quốc gia. Có thể thấy là mặt cỏ của sân Olympic Quốc gia cũng rất đẹp. So với mặt cỏ tại sân Green ở khu vực bảng B thì rõ ràng là mặt cỏ tại sân Olympic Quốc gia đẹp hơn rất nhiều. Đáy đầu, bóng bổng đương nhiên sẽ là một những lợi thế của các cầu thủ Philippines. Họ có tiền đạo chủ lực Rafael Tevez cao tới 1m88. Được, vẫn còn. Tuyến 2 luôn luôn là sự xuất hiện của Chelsea City.
hai bàn thắng của Chelsea City trong trận đấu ở vòng 1 đều là những tình huống anh bất ngờ băng lên từ tuyến 2, xâm nhập và sau đó dứt điểm. Tình huống phá bóng không tốt của Di Mong, phản công cho các cầu thủ U20 Philippines, tốc độ rất hay, vẫn còn căng ngang, không được. Vừa rồi là một tình huống phòng ngự rất tốt của trung vệ Bun Chai. Tiền vệ Bugat bên phía U22 Philippines cũng có một pha bứt tốc khá ấn tượng. Tiang Bun Chai cũng đang là một tuyển thủ quốc gia của Campuchia, cùng với những cái tên như là Lim Pison, Chan Thea, đặc biệt là Lim Pison, cầu thủ đã có 2 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của Campuchia tại AFF Cup năm 2022 trong chiến thắng 5-1 trước cao thủ Brunei. Và ở trận ra quân thì anh cũng đã có cho mình một bàn thắng, đó là một bàn thắng rất dễ dàng sau đường truyền của cầu thủ áo sơ tay người số 19 Sotana. Người thực hiện phạt góc cho U22 Philippines đó chính là Gavin Muen. Không được, một tình huống đá phạt góc không như ý. Galantes đã để mất bóng. Chantea, tốc độ của Chantea, 2-2, vẫn là Chantea, rất nhanh, không được rồi. Chantea phải đối đầu với Rublico trong tình huống vừa rồi. Và anh sẽ không thể vượt qua được cầu thủ bên phía U22 Philippines. Rublico là cầu thủ được đào tạo chất lượng tại châu Âu. Như vậy ở những tình huống phòng ngự 1-1 như thế này sẽ là những tình huống mà Rubito phần nào đó chiếm lợi thế. Vừa rồi có lẽ là tình huống dứt điểm của Lim Pison. Xem lại pha bóng này. Pha tạt bóng của Sameng. Và đánh đầu khá tốt. Chuyển bóng lên chính xác. Đây là Amirun. Lợi thế, đây là Chanthea, vẫn là Chanthea. Dứt điểm. Khá nguy hiểm, tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ U20 Campuchia. Vẫn là một tình huống dứt điểm từ tuyến này. Người ghi bàn đó là số 16 Kirina. Có thể tính người kiến tạo là Chanthea. Chanthea chính là người động bóng cuối cùng trước khi số 16 Kirina dứt điểm. Nhưng công bằng mà nói đây là một pha bóng phần nào đó có lỗi của thủ thành Julian Bochon. Ngày hôm nay thời tiết rất khô ráo và những tiếng đập đất như vừa rồi sẽ không gây cản trở nhiều cho các thủ môn. Và nếu như quyết đoán hơn trong hướng đẩy bóng thì Julian Bochon hoàn toàn có thể hóa giải pha dứt điểm vừa rồi của Kirina. Bàn thắng đầu tiên của Kirina tại kỳ đại hội năm nay và anh rất vui mừng. Vẫn là cầu thủ của Campuchia. Xử lý hay và gọn gàng của Lim Pison. Cú sút trúng đích. Đó là chính xác của Redley Heng. Đã có lỗi việt vị của cầu thủ U22 Philippines. Khá hay. Galatet có thể tạt bóng, dứt điểm, không vào. Rafael Tevez cho rằng bóng đã chạm tay một hậu vệ bên phía U20 Campuchia. Nhưng trọng tài Mohamad nói không.
Chanthea. Không có VAR và cũng thật khó để cho các trọng tài đưa ra những quyết định dứt khoát và thật nhanh với những tình huống không quá rõ ràng. Vinpisot đánh đầu, bóng đã hơi cao so với đà băng vào của Chanthea. Pha vượt của hai tiền đạo cánh bên phía U22 Campuchia. Người lật bóng đó là tiền đạo cánh trái Vinpisot và cầu thủ dứt điểm là Chanthea, tiền đạo cánh phải. Đương nhiên sở trường của Chanthea cũng không phải là đánh đầu. Thì đây là một trận đấu mà Philippines cũng đang rất nỗ lực. Bugat đã về với đúng vị trí cánh phải của mình. Khá nhịp nhàng. Tevez dứt điểm. Khá nguy hiểm. Dứt điểm của Rafael Tevez. Tiền đạo cao 1m88 của U22 Philippines. Sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Quả bóng rất chuẩn dành cho Sopmeng. Sopmeng không thể đạt bóng. Bunchai, thủ vệ Bunchai cũng đã dâng lên rất cao. Chu City không được, Chu City không thể tranh chấp thành công khi đối đầu với Bugat. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên trận đấu giữa U22 Philippines và U22 Campuchia đã vang lên. Tỷ số lúc này tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Rất nhiều khó khăn cho thầy trò của huấn luyện viên Keisuke Honda trong hiệp 1. Và chắc chắn rồi, trong hiệp thứ hai khoảng cách vẫn chỉ đang là một bàn. Và U22 Campuchia sẽ phải hết sức thận trọng với những đường lên bóng của U22 Philippines. Như vậy thì hiệp 2 bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì U22 Philippines trong trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay ở đầu hiệp đầu thứ hai thì các cầu thủ U22 Philippines đã có sự thay đổi người. Số 25 Nunes vào sân để thay cho cầu thủ số 4 Amirun. Chanthea. Hiệp thi đấu đầu tiên là một hiệp thi đấu khá cân bằng, nhưng rõ ràng là những đường lên bóng của các cầu thủ U22 Campuchia là sắc nét hơn. Cầu thủ phạm lỗi đó là Chung Saraja. Trong hiệp 1 thì đội chủ nhà cũng đã phải có một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Bởi chấn thương của cầu thủ ghi bàn Kirina và người vào sân thay anh đó là số 19 Rotana, cầu thủ chơi rất hay trong trận đấu gặp Timor Leste sau khi được tung vào sân ở hiệp thi đấu thứ hai. Pha phá bóng tốt của Lee Heng. Vẻ như Di Mong đã bị đau. Pha đột phá tương đối khó chịu của Bugat về phía cánh phải. Không tạo ra được nhiều điểm nhấn đặc biệt là trên hàng công.
ràng là những pha mộ đang có mặt tại sân vận động Olympic Phnom Penh cần nhìn thấy một đội chủ nhà chơi phóng khoáng hơn và tạo được ra nhiều cơ hội hơn. Yanglora không tới được vị trí của Limpisot, phần chấm rất mạnh mẽ, không được, chuyển bóng rất âu, không thể hài lòng với một thế trận như thế này. Cho dù đang dẫn bàn, không bằng mà nói lúc này bàn thắng mở tỷ số của U22 Campuchia phần nào đó là khá may mắn. Sau bàn thắng đó thì thực tế là họ không tạo được ra nhiều cơ hội về phía khung thành của U22 Philippines. Một thế trận rất bế tắc. Đây là Bugat. Bugat. Và đội bóng của Bugat. Bugat! Không được. Không phải là một tình huống dứt điểm ngay. Quá đáng tiếc, pha đi bóng là rất hay rồi. Hơi cầu toàn trong tình huống vừa rồi. Xem lại pha đi bóng này, hoàn toàn có thể tung ra một cú sút chân trái ngay. Góc sút cũng tương đối rộng rồi. Mất bóng rồi. Điểm trúng đích nhưng quá lành. Nhưng đó là một pha bóng xem được của Rotana. Vị trí của Julian Bochon trong bóng vừa rồi là tốt. Ôi, khá nguy hiểm. Và dứt điểm của Bugat. Bugat là cầu thủ hay nhất của U22 Philippines trong trận đấu này. Rất năng nổ, rất xông xáo. Và đi bóng của anh gây ra rất nhiều những khó khăn cho hàng phòng ngự của U22 Campuchia. Lần này thì Bugat đã không cầu toàn nữa và dứt điểm ngay. Nhưng pha dứt điểm lại không trúng đích. Cơ hội tốt nhất của U22 Campuchia trong hiệp đầu thứ hai này. Người tạo ra tình huống sóng gió đầu tiên vẫn là số 19 Rotana. Soka. Vẫn là Soka. Soka. Xem lại pha bóng này. Rotana rất khỏe ở những tình huống dạng như vừa rồi. Chuyển bóng cũng rất vừa tầm rồi. Và dứt điểm không tốt của Soka. Rồi. Không thể tung ra một cú dứt điểm. Vị trí của Nunes thì vẫn là cao thủ Philippines. Setter. Đội cổ số 10 Chatriyat. Dần trôi về những phút cuối. Lenora. Bên trái số 1 Canates của Philippines cũng rất khỏe. Bunchai. Bunchai chơi rất chững chạc. Và cả Sokri nữa.
mạnh mẽ. Đi bị sót chạm bất được. Không được, pha tạt bóng lỗi. Vừa rồi là tiếng đâm bóng an toàn của thủ thành Julian Bochon. Thủ vào sân tay người rất khỏe, đó là Saratic. Sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai này. Rất không tốt của thủ thành Lý Hiền. Rõ ràng là những phát biểu của huấn luyện viên Keisuke Honda là rất tự tin. Tự tin là tốt, nhưng có lẽ là với chất lượng đội hình như thế này thì việc giành tấm huy chương của SEA Games là điều mà phải xem xét lại. Leng Nora độ tốt của cầu thủ vào sân thay người Leng Nora. Bài đã không thổi phạt. Lỗi của Sokri. Một tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ U22 Philippines sẽ là rất nguy hiểm đây, vì sẽ trông chờ vào những tình huống cố định như thế này khi mà hàng công của họ không có được những nhịp phối hợp tốt. Bunet không bị thổi phạt trong pha truy cản với Leng Nora. Còn sau đó thì trung vệ lệch trái Ni Sokri đã bị thổi phạt vì anh ngăn cản pha băng xuống của Carino. Rất nguy hiểm. Buenet không được. Ratanak, Ratanak đã phá bóng an toàn những phút bù giờ rồi. Cản phá của Bunchai. 3 điểm đã rất gần với U22 Campuchia. Cho cầu thủ U22 Philippines quá bất ngờ. Rõ ràng là U22 Campuchia đã chơi tương đối hời hợt và chủ quan trong hiệp thứ hai. Họ không đẩy cao tốc độ để các đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng, và cuối cùng thì hàng phòng ngự của Campuchia đã phải trả giá bằng tình huống đánh đầu của cầu thủ vào sân tay người bên phía U22 Philippines. Xem lại pha bóng này. Người ghi bàn đó là Carino Santico. Quá hay. Người kiến tạo đó là Nunes. Không có cơ hội cho Redley Heng. Như đã nói, Campuchia ngày hôm nay gặp phải một đối thủ cứng cựa hơn, và họ đã lộ ra rất nhiều những khuyết điểm. Niềm vui được ban huấn luyện của U22 Philippines và huấn luyện viên trưởng Rob Gier, sự thay đổi người chất lượng. Carino có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games năm nay. Carino Santico. Một điểm sẽ đem lại rất nhiều hy vọng cho U22 Philippines tại giải đấu năm nay. Và họ đã rất vui mừng sau bàn thắng của Santico. Thực tế thì cũng rất khó để đòi hỏi hơn đến từ các cầu thủ Campuchia. Một lợi thế duy nhất của họ trước Philippines trong trận đấu ngày hôm nay đó là được thi đấu trên sân nhà rất quyết liệt. Sẽ có thể cầu
thủ nhận thẻ đó là Nara. Và một quả đá phạt nữa dành cho U22 Philippines. Nếu có VAR thậm chí đây sẽ là một thẻ đỏ trực tiếp dành cho Nava. Quả bóng rất ác ý. Riyad đang rất đau. Rất đau sau quả bóng ác ý vừa rồi của trung vệ bên phía U22 Campuchia. Đúng là đây là một quả bóng hoàn toàn có thể rút ra một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ đội chủ nhà. Nhưng các cầu thủ Philippines sẽ có một tình huống đá phạt nữa. Riyad rất đau. Một pha vào gầm giày rất nguy hiểm. Người thực hiện vẫn là Muanet, tiền vệ trung tâm của U22 Philippines. Bóng đã được phá ra. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Tỷ số cuối cùng là 1-1. Một tỷ số sẽ đem lại rất nhiều hy vọng cho U22 Philippines. Trong khi đó thì đội chủ nhà đã làm rất nhiều những khán giả có mặt tại sân vận động Olympic Phnom Penh thất vọng với trận đấu này. Một trận đấu mà họ không lấn lướt với đội khách Philippines. Và kết quả 1-1 sẽ khiến cho U22 Campuchia rất vất vả trên con đường tìm tấm vé vào trận bán kết.